Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ thông tin đến cử tri nội dung về kết quả kỳ họp thứ 5 và một số hoạt động của đoàn tại kỳ họp. Cử tri thành phố Cần Thơ bày tỏ vui mừng, tin tưởng vào sự chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Cho rằng trước các khó khăn thách thức, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp, chính sách, chỉ đạo điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Trong đó, điều hành chủ động, linh hoạt, thích ứng với tình hình mới của thế giới và trong nước, tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, dự án đầu tư, thị trường bất động sản, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh năng lượng, đẩy mạnh ngoại giao, nhất là ngoại giao kinh tế. Đặc biệt, thời gian qua, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhiều công trình hạ tầng giao thông đang được đầu tư, mở ra không gian, cơ hội phát triển cho cả vùng, trong đó có thành phố Cần Thơ. Cử tri bày tỏ quan tâm đến các vấn đề như tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, chế độ bảo hiểm y tế, kết quả khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, chính sách bình ổn giá, nhất là xăng dầu, phân bón, tìm kiếm mở rộng thị trường nông sản, giải pháp huy động các nguồn vốn để phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics trên địa bàn thành phố Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, cử tri phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều đề nghị Quốc hội xem xét và tiếp tục điều chỉnh luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan trong tình hình mới, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến lên hiện đại. Đặc biệt, xem xét nâng độ tuổi phục vụ của sĩ quan. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trên cơ sở kết quả tổng kết và lộ trình thực hiện nghị quyết số 05 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, Bộ Quốc phòng đang nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, bảo đảm phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của quân đội nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đánh giá, kỳ họp lần này của Quốc hội có nhiều đổi mới, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm của Quốc hội, của đại biểu với tình hình đất nước, phản ánh hết các tâm tư nguyện vọng của cử tri với Quốc hội. Định hướng 6 tháng cuối năm 2023 tiếp tục giữ vững kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ưu tiên cho tăng trưởng, đảm bảo an ninh lương thực. Chính sách điều hành của Chính phủ sẽ thay đổi theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Nới lỏng chính sách tiền tệ, linh hoạt nhưng phải hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh đầu tư công, giảm thuế, phí. Nhiệm vụ là phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, dân chủ, nắm chắc tình hình để kịp thời có các chính sách phù hợp, hiệu quả để vượt qua thách thức, khó khăn. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân, tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất,